xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai Sonata mà chúng tôi mới mua về được hôm trước đấy ạ. Nhưng mà do chúng tôi về phải đi đánh bóng, đấy, đánh bóng dọn dẹp mà qua loa một chút thì hôm nay tôi đánh bóng dọn dẹp rửa sạch sẽ rồi. Tôi quay lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nhắc đến Hyundai Sonata thì quý vị và các bạn cũng đã biết đấy rồi đấy ạ. Đó chính là chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D ạ. Ở cái phân khúc hạng D thì các hãng xe đều có các chiếc xe như sau. Ví dụ như là Toyota thì có Camry này, Nissan thì có Tiara này, Honda thì có Accord này, Mazda thì có Mazda 6 này, Kia thì có Optima đấy ạ. Và Hyundai thì có chiếc xe Sonata này ạ. Và Sonata hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Hyundai Sonata phiên bản nhập khẩu tại Hàn Quốc ạ. Sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2015 và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi. Và là cái phiên bản nhập khẩu quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là cái phiên bản nhập khẩu và tất cả nó còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn này, không bị đâm đụng này, không bị ngập nước này, máy móc nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản ạ, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, ở cái phân khúc hạng D này thì quý vị và các bạn cũng biết rồi ạ, đa số những chiếc xe ở cái phân khúc hạng A, hạng B thì là những chiếc xe đó là dành cho chạy dịch vụ là nhiều, nhưng những chiếc xe hạng D như chiếc xe này đây thì không mấy ai bỏ tiền ra để mua một chiếc xe hạng D này để chạy dịch vụ cả quý vị và các bạn nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị full option từ khóa thông minh, đè nổ, start top cho đến nội thất da, nhớ ghế, ghế điện. Là bên ngoại thất thì đã có đèn pha bi xenon. Đấy, đèn led đấy ạ. Tôi quay ban ngày cho nên nhìn cái đèn led nó không được sáng lắm, không được rõ lắm, chứ ban đêm là tôi sẽ bật cái đèn led lên thì rất là đẹp ạ. Đèn pha bi xenon. Đây, thưa với quý vị các bạn, bên trên này là đèn pha bi xenon này và có cả rửa đèn pha này. Đây là cái nút rửa đèn pha nhé. Dưới thì đã được trang bị đèn gầm này, cảm biến trước. Đấy, nhìn về cái phần đầu option rất là nhiều. Phân khúc hạng D có khác ạ. Và lại xe Hàn Quốc nữa thì là option rất là nhiều. Những chiếc xe Hàn Quốc này thì option nó hơn hẳn những chiếc xe ở các hãng khác cùng phân khúc đấy ạ. Đấy, từ cửa nóc có này, cửa nóc lại còn cửa nóc to cơ, cửa nóc toàn cảnh panorama cơ. Đấy, gương chiếu hậu là gương gập điện tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương đấy ạ. Đây là gương chiếu hậu. Quay lúc này là trời nó nắng cho nên nhìn đèn nó không được rõ lắm đâu ạ. Quá thông minh, hôm nay mà cửa cả cái hiện lại. Đây là cái dàn lốp đây ạ. Là răng lốp điếc còn rất là đẹp và chủ xe cũng đã thay lên dàn lốp thứ hai rồi. Vì là sản xuất năm 2015 thì đến nay thì cũng đã hết tuổi thọ của dàn lốp ạ. Tuy mới chạy có hơn 4 vạn thôi nhưng dàn lốp này dàn lốp mới thay đây. Cả 4 la răng đều rất là mới, rất là đẹp này. Là dạng đúc rất là đẹp luôn đấy ạ. Sau 5-6 năm sử dụng rồi, nhưng thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng D này thì phần lớn những chủ xe đều đi rất là giữ gìn cẩn thận ạ. Có thể nói ở Việt Nam mình những chiếc xe hạng D này, có thể nói những cái năm 2015 đấy cũng được gọi là phân khúc xe sang rồi, cũng tầm tiền tỷ rồi đấy. Cụm đèn hậu cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là mới. Từ logo các thứ chúng tôi cũng vừa mới đánh bóng một chút phần nước sơn bên ngoài quý vị các bạn nhé. Hôm trước là nước xước sát như thế nào là tôi cũng quay giới thiệu cho quý vị và các bạn rồi. Hôm nay là tôi đánh bóng xong, dọn dẹp xong thì tôi đem đây tôi quay lại cho quý vị các bạn xem thôi. Quý vị các bạn thấy nó khác với cái video hôm trước không ạ? Hôm trước là tôi mua về tôi còn chưa rửa cơ ạ. Đó. Còn đất nguyên là tôi quay, còn bây giờ thì là sạch sẽ đẹp đẽ rồi, nó hơn rất là nhiều đấy ạ. Hôm trước tôi quay tôi chỉ rõ cho quý vị và các bạn từng cái vết xước một cơ. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn cũng thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến sau, cảm biến lùi rồi. Camera lùi nguyên bản theo xe quý vị các bạn nhé. Đây, có camera lùi nguyên bản theo xe này. Nước sơn thì bây giờ là rất bóng bẩy rồi vì là vừa mới được đánh bóng. Vừa mới được đánh bóng toàn bộ lại cả một cái xe này đánh bóng luôn. Chứ cũng không phải sơn đâu. Hôm trước là nó xước sát tôi chỉ cho quý vị các bạn thấy đấy ạ. Nó xước sát rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi, đánh bóng là hết ạ. Đấy, cả cái bộ la răng cũng còn rất là mới này, la răng cũng nguyên bản quý vị bạn nhé, chưa phải sơn la răng đâu ạ. La răng còn nguyên bản theo xe đấy ạ. Chưa có phải sơn lại la răng đâu.
tuy là cũng có hơi xước sát, nó nhỏ thôi, không đáng kể. Phải quay vào sát vào thì mới nhìn thấy được những cái vết xước của nó đấy. Tất cả về hôm trước đây tôi chỉ cho quý vị các bạn xem này, nó xước sát thì cũng rất là nhỏ thôi. Đây tôi quay lại đánh bóng đi là nó nhìn rất là mờ, không rõ lắm đâu, không rõ những cái vết xước này đâu. Nhìn lại thì rất là đẹp. Sau 5-6 năm sử dụng rồi mà những chiếc xe mà giữ được đẹp đẽ như thế này thì cũng không có nhiều đâu quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Nhắc đến những chiếc xe ô tô nhập khẩu thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đấy ạ. Đi thì nó phải nói là đi nó chắc chắn này, hơn hẳn những chiếc xe mà sản xuất và lắp ráp trong nước đấy ạ. Tại sao là những chiếc xe quý vị các bạn thấy đấy, trên mạng đang bán đấy ạ. Những chiếc xe Honda, tôi ví dụ để dễ hiểu nhất này, những chiếc xe Honda SH. Tại sao bây giờ những chiếc xe Honda SH mới tinh ở trong hãng bán mới chỉ có khoảng độ từ 80 cho đến 100 triệu đồng tùy từng phiên bản. Đấy là những chiếc xe Honda SH mới. Thế nhưng tại sao những chiếc xe Honda SH nhập khẩu đời sâu từ những năm 2010, 2011 sử dụng đến nay đã phải đến 10 năm rồi mà cho họ vẫn bán trên 100 triệu? Đấy thì quý vị các bạn biết được cái giá trị của những chiếc xe nhập khẩu nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đấy. Và chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi không phải dài dòng nữa, tôi sẽ đi thẳng vào cái phần nội thất để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất. Bên ngoại thất thì nó đẹp như thế này rồi, thì nội thất thì nó như thế nào, thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì vẫn như thường lệ, tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần mở cửa bên lái này. Mở cái cánh cửa bên lái này, khóa được trang bị khóa thông minh nhé, bấm tay mở cửa này. Và cái tay nắm cửa này, cái rôm rất là đẹp, rất là sang, thì nó ở cái phân khúc hạng D rồi cho nên rất là đẹp. Đây, nội thất này cũng như option này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn chiếc xe này không bị tai nạn, không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này cũng còn nguyên bản này. Đấy, tabi rất là đẹp rồi. Ốc bản lề này cũng còn nguyên bản hết á. Gương chiếu hậu là gập điện, gương chiếu hậu gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, điều chỉnh gương này, gương gập điện này ạ. Gương gập điện nó có chữ auto này, tức là bấm khóa thì nó sẽ cụp gương, và mở khóa thì là gương sẽ mở ra. Và nội thất thì được trang bị cái nội thất màu nâu da bò rất sang trọng, rất đúng với phong cách, nó rất giống với cái phong cách mà xe châu Âu quý vị các bạn ạ. Ở những chiếc xe Audi, BMW, Range Rover là hay được trang bị những cái nội thất da cao cấp màu nâu, thì chiếc xe này cũng được trang bị như vậy ạ. Đấy, thưa với quý vị các bạn, phiên bản nhập khẩu rồi, chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc quý vị các bạn nhé, chứ không phải là lắp ráp trong nước đâu ạ. Và option thì tương đối là nhiều. Và đây là cái đồng hồ của chiếc xe. Chiếc xe đã lăn bánh được 4 vạn km rồi, cụ thể là 4 vạn đây ạ. Tôi quay sát vào cái đồng hồ cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 4 vạn km rồi, vô lăng bọc da, vô lăng rất là mới đây quý vị các bạn nhé. Đây này, vô lăng này, vô lăng rất là mới này, quý vị các bạn xem này, cái vô lăng cực mới vì được bọc ốp vô lăng và được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này, đầy đủ. Lát nữa tôi lên với cái đằng sau tôi quay thì nó rõ hơn ạ. Đấy, và trang bị là cửa nóc này, cửa sổ nóc này, cửa toàn cảnh panorama rất là đẹp đấy quý vị các bạn thấy chưa, nhìn rất là thoáng này. Tôi mở cái này ra thì trong xe nó thoáng hết luôn đấy, rất là đẹp. Đây, nhìn quý vị và các bạn xem về cái khoang sau này mới nhìn thấy được cái cửa sổ toàn cảnh nó đẹp. Đấy, cửa sổ toàn cảnh này. Đấy, cửa sổ toàn cảnh nhìn rất là thoáng. Và hơn nữa là rất tiện dụng là những chiếc xe này đã được trang bị cái rèm này. Rèm là nguyên bản theo xe quý vị và các bạn nhé. Đây, kéo rèm lên. Đấy, nếu như trời nắng mà chúng ta ngồi ghế sau này, chúng ta có thể kéo cái rèm này lên này. Đấy, hoặc chúng ta có thể bỏ xuống, trời mát rồi, râm mát hoặc buổi tối chúng ta có thể bỏ xuống, rất là tiện lợi ạ. Chứ nhiều xe là phải dán phim cách nhiệt, dán phim cách nhiệt thì lúc nào nó cũng đen xì. Đấy, cho nên cái này chúng ta có thể thay đổi theo thời tiết, mà dán phim cách nhiệt màu đen hết thì đi buổi tối là rất khó chịu quý vị các bạn nhé. Đây, những cái phần nội thất ở ghế sau này cũng đều rất là đẹp luôn này. Vì phần lớn những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này là ít người ngồi, không chạy nhiều, tức là không chạy dịch vụ, thì là nó rất là đẹp, rất là mới luôn. Và xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Đây, tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xem xe này. Đấy, đây, về cái phần
vô lăng cần số này, tôi quay trực diện này thì nhìn nó sẽ thấy nó đẹp hơn này, nó rõ nét hơn này, nó đẹp hơn đấy. Táp bi này, táp lô này, rất là mới luôn ạ. Táp bi, táp lô đều rất là mới này. Tôi đang mở cái điều hòa, lạnh quá quý vị các bạn ạ. Tôi cho nhỏ cái quạt gió đi. Điều hòa mát lạnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đầu CD nguyên bản theo xe, camera lùi đầy đủ hết cả rồi, option. Đèn nổ thông minh, khóa thông minh, đèn nổ start top. Cùng phân khúc nhưng mà riêng ở những chiếc xe Hàn Quốc thì option bao giờ cũng nhiều hơn quý vị các bạn nhé. Đây, công tắc mở. Tôi mới đóng lại cái rèm auto này, chỉ cần bật một cái thôi là tự động chạy lại này. Đấy là mở cái cửa nóc. Đấy, đóng lại này. Mở ra này, cũng chỉ cần open một chạm thôi ạ. Đấy. Đấy, thế là mở hết cái này ra. Và tiếp theo chúng ta muốn mở hẳn cái cửa nóc này thì chúng ta lại bấm vào cái này. Đấy, cũng một chạm nhé, nó giống ở chiếc xe Santa Fe cũng vậy đấy ạ. Đấy. Phải nói là tiện lợi vô cùng, thoáng mát vô cùng. Đấy. Chúng ta ngồi ở trong chiếc xe này này, ngồi ở cái khoang sau này chúng ta có thể nhìn thấy cả bầu trời luôn. Thế cho nên là người ta gọi cái cửa này là panorama, quý vị các bạn nhé. Nửa đằng trước thì có thể gọi là cửa nóc, cửa sổ trời, nhưng đằng sau này mở được toàn cảnh như thế này thì gọi là panorama. Đấy. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem. Mời quý vị và các bạn tôi tiếp tục xem về cái phần cốp sau nhé. Cốp sau này là cũng là được trang bị là cốp điện quý vị các bạn ạ. Cốp điện nhưng tôi đang không cầm chìa khóa đây, tôi cứ ra đằng sau tôi bấm. À, bấm cái cốp sau này là phải mở cả khóa ra cơ quý vị các bạn ạ. Phải mở khóa thì mới bấm được cái cốp sau này. Tức là off hết này. Đấy. Mở khóa thì chúng ta mới mở được cái cốp sau. Đấy, cốp sau là cốp điện này quý vị các bạn nhé, có công tắc điện này. Đấy. Ở cái phân khúc hạng D cho nên là chiếc xe Sonata sở hữu kích thước rất là dài, gần 5 mét cơ, cho nên là cái cốp sau rất là rộng quý vị các bạn ạ. Cốp sau rất là rộng đây. Đấy. Đằng sau này tôi dọn cũng chưa được kỹ lắm đâu. Đấy. Lốp sơ cua thì cũng đã hạ rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy. Cốp sau này rất là rộng rãi. Keo chỉ thì cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên bản luôn ạ, không bắt một phân keo chỉ ra đâu. Không bị tai nạn, không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau, bên phụ quý vị và các bạn nhé. Cũng giống như vậy, có cả rèm cửa đó đây. Tôi cứ treo rèm cửa lên đây. Trời nắng này là cứ bật treo cái rèm này lên cho nhìn ra ngoài cho nó thoải mái này. Táp bi rất là đẹp. Nội thất rất là mới luôn đấy. Nội thất rất mới và màu da bò này rất là sang trọng. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị và các bạn ạ. Táp bi cửa trước bên phụ này. Cửa trước thì nó không có rèm quý vị và các bạn nhé, vì là nó còn liên quan đến người lái xe nhìn gương. Nếu mà rèm lắp vào đen tối là không nhìn được gương, cho nên là cái đằng trước này không xe nào thiết kế có rèm cả. Nội thất rất mới, rất là đẹp. Cảm biến lùi này, tắt cảm biến lùi này, tích hợp các ổ điện này, USB để nghe nhạc giải trí này. Sách hướng dẫn còn mới tinh đây quý vị các bạn ạ. Sách hướng dẫn này, cả một cái bộ sách hướng dẫn này còn mới tinh từ lúc mua chủ xe. Cái này không ai dùng mấy, nhưng mà phải những chủ xe nào cẩn thận thì mới giữ gìn nó còn nguyên. Còn những cái chủ xe nào mà không cẩn thận thì có khi vứt nó mất rồi. Đấy. Ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện nhé quý vị các bạn ạ. Ghế bên phụ này cũng được ghế chỉnh điện, ghế lái, ghế phụ. Nói chung là hàng ghế trước được chỉnh điện hết ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Sonata 2015 phiên bản nhập khẩu này nhé. Đầu tiên là mở cái nắp capo này lên, xem bên dưới cái nắp capo chính là cái phần trái tim của chiếc xe đấy ạ. Chiếc xe này là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì ở cái phần khoang động cơ này quý vị và các bạn nhé. Tất cả về cái khoang động cơ này là chúng tôi để nguyên, chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Tất để nguyên đấy ạ, keo chỉ còn nguyên bản hết đây này. Từ keo chỉ còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. À, có sao là tôi cứ nói vậy đã. Ốc capo nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Và chúng tôi để nguyên, không có dọn dẹp gì quý vị các bạn nhìn này, cái phần nắp capo nó vẫn bẩn nguyên đây này.
bản nguyên đây nhé. Đấy, máy móc bản nguyên. Cơ bản là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, nó còn nguyên bản đã, máy móc nguyên bản này. Từ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy đều nguyên bản hết đấy ạ. Và cái động cơ này chúng tôi đang nổ đấy quý vị các bạn nhé, rất là êm. Động cơ DOHC 2.0 lít động cơ xăng đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết cho quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Đây là cái hộp đen này, rất là mới. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó mới lắm đấy ạ, nhưng mà chúng tôi cứ để nguyên. Đây, nó bẩn một chút rồi này. Nếu như đánh dọn đi là nó rất mới, nhưng mà thôi, chúng tôi cứ để nguyên. Dọn dẹp thì vừa mất thêm tiền mà nó lại không tốt cho cái phần động cơ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Sonata 2.0 nhập khẩu sản xuất 2015 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Sonata 2.0 nhập khẩu 2015 này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe quý vị và các bạn nhé. 668 triệu đồng quý vị và các bạn ạ, hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.